Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Và ở chuyến làm khách trước đội tuyển Philippines sắp tới, chúng ta đã xác định được tổ trọng tài sẽ điều hành trận đấu. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, người bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam là ông Lutfulin, trọng tài người Uzbekistan. Hai trợ lý cũng là các đồng hương của trọng tài chính, cùng các ông Umanov và Serazitinov. Trọng tài Lutfulin năm nay 32 tuổi, vừa bắt chính một số trận đấu ở môn bóng đá nam ASEAN 19 vừa qua tại Trung Quốc. Trong đó, ông đã đưa ra một số quyết định gây tranh cãi ở các trận Nhật Bản gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chủ nhà Trung Quốc gặp Qatar. Theo kế hoạch, trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11. Sau đó vào ngày 21 tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Chuzier sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình đón tiếp đội tuyển Iraq. Và lúc này, đội tuyển Việt Nam đang lâm vào cơn khủng hoảng ở hàng phòng ngự khi một loạt trụ cột dính chấn thương. Sau khi Duy Mạnh gặp một chấn thương nhẹ do va chạm giao thông, Quế Ngọc Hải cũng chưa thể kịp thời bình phục. Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu cũng đang phải nghỉ thi đấu dài hạn.